Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một bộ lọc ở phân khúc giá bình dân. Và đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà bán cực kỳ chạy tại Nhật Audio trong những năm vừa qua. Đây là lọc đến từ thương hiệu của Yamaha và có tên model Win 2031. Đây là bộ lọc mà nó sẽ cho một cái chất âm khi mà nâng lên cho dàn âm thanh của anh em thì vẫn là cực kỳ tốt, có thể cải thiện khoảng 70% chất âm của dàn âm thanh của anh em. Đây, bạn Nhật sẽ test luôn cho anh em cùng xem thấy chất âm của con này khi mà qua lọc. Đây, mình sẽ test chất âm của con này khi qua đẩy của anh em à. Đây mình sẽ nhấn EQ để anh em thấy chất âm nó qua lọc nó sẽ nói thế nào. Chất âm khi mà qua lọc Yamaha Win 2031 thì phải nói thì nó sẽ nâng âm lên rất là nhiều, nhưng mà cái giải bass treble nghe phải nói là nghe nó sảng khoái hơn rất là nhiều. Và con này thì phải nói là một trong những dòng sản phẩm mà mình thấy là có một cái giải tần số phải nói là cực kỳ rộng, dao động ở từ 20 đến 20.000 Hz cho anh em. Cho anh em có thể mà chỉnh cái giải bass treble nó xuống và nó cực kỳ sâu. Và cách điều chỉnh của dòng sản phẩm này mà nó cực kỳ dễ dàng. Con này nó sẽ có hai channel cho anh em. Đây, đầu tiên là nút EQ để anh em sẽ kích hoạt tính năng equalizer của bộ lọc này. HBF là bộ lọc âm cao, còn range là bộ lọc âm thấp nha anh em. Còn đây là cái nút để điều chỉnh về volume của lọc cho anh em. Còn đây là volume của cái bộ lọc âm cao. Nói chung cũng phải là cực kỳ đơn giản anh em à. Con này thì rất là hay trong cái tầm giá rẻ của em, nó thì mới 5 triệu đồng thôi anh em. Và nếu anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây, mời anh em cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Đây, tem của sản phẩm Yamaha, hàng chuẩn made in Japan, điện 100V, công suất là 20W. Bên dưới là số series sản phẩm. Còn bên cạnh là cái cổng mà kết nối tín hiệu nha anh em. Out và anh em nó sẽ ra cái cổng mà của cục đẩy của anh em. Đây, Nhật đang chơi với cục đẩy là của Yasu 300. Còn cái cổng in này là anh em lấy tín hiệu trực tiếp từ đầu đĩa CD, điện thoại của anh em. Và cái này nó sẽ có jack 3 lăng và jack 6 ly anh em à. Anh em có jack 3 lăng thì anh em cắm vào cũng ok. Và hiện tại thì Nhật đang cắm jack 6 ly và Nhật cũng tặng luôn cho anh em những cái jack chuyển 6 ly này luôn.
Và bây giờ Nhật sẽ test luôn chất âm của dòng này cho anh em cùng thưởng thức nha anh em. Nói chung dòng này vẫn là huyền thoại anh em ạ. Trong phân khúc giá rẻ thì khó dòng nào thì nó sẽ hay hơn được cái dòng này. Đây mình sẽ test đầu tiên là không có EQ nha anh em. Sau đó mình sẽ test bờ có EQ để cho anh em thấy được sự khác biệt. Trong tiếng hát về phượng hồng là hoàng hậu đó, rồi buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi. Chất âm khi mà qua lọc Yamaha Q2031 thì phải nói là một sự cách biệt, phải nói là rất là lớn anh em ạ. Đúng là chủ đề của video thì con này có thể giúp anh em cải thiện 70% chất âm của dàn âm thanh của anh em, cả về phần nghe nhạc và khi karaoke thì anh em cũng sẽ gắn thêm rất là nhiều thiết bị. Và con này nó sẽ giúp cho anh em cải thiện chất âm của tất cả các cặp loa mà anh em đang ghép cùng. Rồi anh em thấy sao về lọc Q2031 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.